Công an huyện Nhân Trạch tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ 4 đối tượng gồm Nguyễn Bá Thành 27 tuổi quê Thanh Hóa, Vũ Văn Khoan 33 tuổi quê Bắc Giang, Phan Thị Giang 28 tuổi, Nguyễn Văn Quyền 25 tuổi cùng ngụ tại huyện Nhân Trạch để điều tra về hành vi gian lận bảo hiểm xã hội. Bước đầu xác định Thành và Hoang đã lập hồ sơ giả gồm giấy xác nhận thông tin cư trú, đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội, thẻ căn cước công dân số 0540950542 mang tên Lê Ngọc Hùng. Khi hoàn thành bộ chứng từ xin hưởng bảo hiểm xã hội một lần, cả hai nộp bảo hiểm xã hội Nhân Trạch để rút thành công số tiền 26 triệu đồng. Bằng thủ đoạn tương tự, hai đối tượng gồm Phan Thị Giang, Nguyễn Văn Quyền cũng đã lập hồ sơ thai sản giả như thẻ căn cước công dân, giấy khai sinh, giấy ra viện, giấy chứng sinh rồi nộp vào bảo hiểm xã hội Nhân Trạch, rút thành công số tiền 39 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được điều tra xác minh.